gì đó, thì không phải mà nói. Xin chào mọi người, mình là ông Hội Đồng Bùi, còn đây là thằng Hai Hảo, con trai của mình. Ồ, nó đẹp trai không? Con hơn cha là Nhạc Quốc Phúc. Mày xấu hơn tao đó, nhưng mà mày đẹp hơn tao đâu. Cái này trong phim phim gì vậy? Dương Thế Bao La Sầu. Phim này nhiêu tập? 90 tập. Phim này có bao nhiêu diễn viên? Không nhớ nổi. Huy Khánh, Việt Hương nè, Lâm Nguyễn, Quỳnh Lam, Đông Dương, Bất Bại, Hoàng Mạo, Khánh Trinh, nói chung là nhiều lắm. Phim này là một cái phim thời xưa. Phải không con?